Xin chào quý phụ huynh. Chương trình siêu trí học đường ấy đã được cập nhật và hiện tại thì chương trình này qua app trên máy tính bảng, trên điện thoại để mà giúp cho các con học chương trình siêu trí học đường này ấy, thì hiện tại bây giờ thì công ty đã đổi tên thành chương trình 5 phút thuộc bài và quý phụ huynh sẽ vào phần là set play nhé và gõ vào trong cái ô tìm kiếm này chữ tâm trí lực. Rồi, sau đó thì chúng ta nhấn tìm kiếm và trên màn hình hiện lên đây là cái app tâm trí lực này. Đấy, và ở cái app tâm trí lực này thì quý phụ huynh sẽ cài đặt nó. Và sau khi cài đặt xong ấy thì nó sẽ hiện lên chữ mở ở đây. Đấy, hiện lên chữ mở ở đây và quý phụ huynh hãy nhấn vào chữ mở hoặc là quý phụ huynh về màn hình chính và tìm đến cái app tâm trí lực như trên màn hình. Sau đó quý phụ huynh nhấn vào và mở nó lên. Và khi mà mở cái app tâm trí lực này lên ấy thì hệ thống yêu cầu chúng ta đăng nhập thì quý phụ huynh hãy đăng nhập bằng cái tên đăng nhập và mật khẩu mà chúng ta đã đăng ký trong chương trình siêu trí học đường. Và trước kia thì chúng ta đăng nhập trên cái trang web có tên là siêu trí học đường.com. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta cần phải tải cái app này về máy điện thoại để chúng ta có thể là đăng nhập vào chương trình học cho con. Và khi đăng nhập vào rồi ấy, thì chúng ta cũng có các cái mục tương tự như ở trên web siêu trí học đường, đó là đầu tiên là sách kỹ thuật ghi nhớ, tức là cái bộ giáo trình để giúp cho các con học được các cái phương pháp học tập hiệu quả. Và bộ giáo trình này, đây bộ giáo trình này thì các con có thể học đọc ở trên online này luôn ha. Đó, đó chúng ta có thể lật từng trang như thế này. Đó. Và trong cái bộ giáo trình này ấy thì cái điều hết sức tuyệt vời đó là các con sẽ học được cái quy trình học thông minh, rồi phương pháp học tập siêu đẳng để các con có thể học nhanh nhớ lâu, học tập nhẹ nhàng vui vẻ, và cuối cùng thì các con học được các cái bí quyết để giúp cho mình có một cái bộ não khỏe mạnh. Đó. À, thứ hai là đến cái bộ video kỹ thuật ghi nhớ, hay còn gọi là cái bộ phương pháp học tập. Ở trong cái bộ phương pháp học tập này ấy, thì các con sẽ được học được cái phần mà trong giáo trình ấy, thay vì là các con cần đọc ở trong giáo trình thì ở đây thầy Nguyễn Hùng Phong đã làm các cái video để giảng giải cho các con một cách ngắn gọn, xúc tích để các con có thể hiểu được và áp dụng được. Đấy. Thì quý phụ huynh hãy cho các con học các video này, xem các video này, và điều quan trọng ấy là quý phụ huynh hãy giúp con mình ghi chép lại và ứng dụng vào trong cuộc sống. Đó là gì? Là để mà học tập tốt được ấy, thì cần phải có một cái quy trình học tập thông minh. Và trong cái quy trình học tập thông minh này ấy, thì các con cần ghi lại 6 bước chuẩn bị bài ở nhà, 3 việc nên làm ở trường và 4 việc cần làm khi đi học về. Sau đó ấy, thì sẽ áp dụng hàng ngày, và bởi vì là khi mà muốn có kết quả tốt trong học tập thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp đúng và cần phải có một cái quy trình học thông minh. Thì đây chính là cái quy trình học của những học trò xuất chúng như là siêu trí tuệ Gia Hưng, siêu trí tuệ Hồng Anh, siêu trí tuệ Phương Trinh Thu Hiền, siêu trí tuệ Linh Anh Diệu Anh. Đó là những bạn trẻ từ bình thường trở thành xuất chúng khi mà biết cái cách phát huy tối đa cái tiềm năng não bộ thông qua các phương pháp học tập cũng như là các quy trình học tập thông minh này. Kế đến là các con hãy học cái cách là học cái cách để làm sao để có bộ não khỏe mạnh ở cuối này, đó là về cái cách ăn uống này, rồi ngủ nghỉ, tập thể dục, hít thở và năng lượng. Đấy, và cái cách để có năng lượng tốt. Rồi sau đó thì hãy cho các con học để hiểu được vì sao cần phải chuyển đổi dữ liệu thành hình ảnh. Rồi kế đến là các cái kỹ thuật ghi nhớ, hay đó chính là các cái phương pháp học tập siêu đẳng. À, cho con học ở trong này nha. Ba mẹ hãy học cùng con, xem video cùng con và sau đó thì hướng dẫn con để con ứng dụng vào trong quá trình học tập. Tiếp theo thì một cái phần nội dung rất là quan trọng nữa, đó chính là bài giảng trong sách giáo khoa. Và về phần bài giảng này thì các con sẽ dùng làm tư liệu hướng dẫn để các con chuẩn bị bài trước khi đến lớp và ôn lại bài sau khi đi học về. Trước kia ấy, thì Thuận là một cái người mà học cũng không phải là nhanh lắm. Do cái cấu trúc não bộ thì Thuận phát hiện ra ấy là mình ấy là phải học bằng cách là lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mà ấy là nghe giảng ở trên lớp thì mình không có nghe kịp và cũng chẳng có cái video hay chẳng có tài liệu nào để về nhà có thể nghe giảng lại tại nhà. Và ngày hôm nay ấy thì nhờ cái bộ công cụ học tập này thì có sẵn các video bài giảng ấy, thì các con có thể là nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, và để từ đó con có thể nắm vững bài dạy theo cái chương trình trong sách giáo khoa. Và các cái bài giảng này thì nó vô cùng là ngắn gọn, xúc tích và đầy màu sắc để giúp cho các con có thể sử dụng cả hai bán cầu não vào trong cái quá trình học tập. Đây là một video mời quý phụ huynh tham khảo ha. Xin chào các em, chào mừng các
em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Chu Thị Hồng Anh, giáo viên giảng dạy bộ môn địa lý tại trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, quận Nhất. Cô rất vui khi hôm nay được đồng hành cùng với các em tìm hiểu nội dung đầu tiên trong chương trình địa lý lớp 6, bài mở đầu tại sao cần học môn địa lý. Để trả lời cho câu hỏi của bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu ba lợi ích chính của bài học ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng khám phá xem môn địa lý cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng địa lý gì. Thứ hai, chúng ta sẽ nhận thấy môn địa lý vô cùng lý thú. Và thứ ba, các em sẽ có thể vận dụng được kiến thức vào trong thực tế. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó là khám phá ra kiến thức và kỹ năng địa lý. Qua những hình ảnh trên đây, các em có nhận ra chúng ta sẽ học được rồi một cái video bài giảng như vậy đó, thì trong đó là cô dùng các hình ảnh minh họa, cũng như là cô trong cái bài giảng thì có cả màu sắc, có cả những cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn của cô, phân tích của cô để cho các con có thể hiểu bài và các con chuẩn bị bài tốt hơn. Sau khi mà con học cái phần bài giảng lý thuyết này rồi ý, thì con có thể tham gia vào cái bài kiểm tra 15 phút này. Và bài kiểm tra 15 phút này con có thể làm đi làm lại nhiều lần. Cái bài kiểm tra 15 phút. Đây, đây Thuận, Thuận bấm vào cái phần mà bắt đầu làm bài nhé. Bắt đầu làm bài thôi. Và ở đây thì nó có các cái câu hỏi, bộ câu hỏi này từ câu 1 đến câu 10 này, trong trường hợp này. Đấy, rồi ha. Vậy thì ấy, cái quá trình này sẽ giúp cho con để rèn luyện và con có được cái biết được là mình đã nắm được cái kiến thức của bài học hay chưa. Và từ đó thì giúp cho con là chuẩn bị tốt cái việc mà học bài ở nhà. Và như vậy thì khi mà con chuẩn bị có cái tư liệu để con chuẩn bị như vậy rồi ý, thì con sẽ tự tin hơn khi mà con đi học ở trên trường. Và từ đó thì giúp con thích thú hơn với việc học. Cái phần video bài giảng trong sách giáo khoa này ý, thì Thuận thấy rằng đây cũng là một cái bộ công cụ để giúp cho ba mẹ biết được là con mình đang học cái gì. Và thay vì là ba mẹ thì không có chuyên môn sư phạm cho nên không giảng cho con hiểu được đấy, thì bây giờ dùng các cái video này để giúp cho con mình học bài ở nhà đấy. Và với cái kiến thức chuẩn mà các thầy cô đã giảng thì con có thể là hiểu bài và nắm bài tốt hơn. Ba mẹ sẽ không phải lo lắng về cái việc là mình không có nắm được vững kiến thức trong cái chương trình của con để giảng cho con nữa, đã có các cô giảng cho con rồi đấy. Kế tiếp ấy thì cái phần là sơ đồ tư duy. Ở đây là một cái phần sơ đồ tư duy ấy. Thì cái phần sơ đồ tư duy này ấy, thì sẽ giúp con là gì? Giúp con là có được một cái hệ thống các cái tóm tắt bài giảng rất là ngắn gọn bằng trong một cái trang giấy thôi, để con nhìn vào đó để con có thể là tập giảng lại này, để con có thể ôn bài này và biết được là cái bài học của ngày hôm đó chúng ta có mấy cái ý chính, rồi mỗi cái ý chính này thì cần phải nhớ những cái nội dung nào đấy. Thì từ đó giúp con sẽ học tập một cách chủ động hơn ha đấy. Và con cũng có thể dùng cái sơ đồ tư duy này để con tập giảng lại, tức là tập nói lại những cái nội dung mà mình đã nghe cô giảng á, nghe cô giảng. Và từ đó thì giúp cho con rèn luyện được cái khả năng thuyết trình, khả năng đào tạo và giúp con học tập tốt hơn. Rồi kế đến ý là cái phần là diễn đàn học tập. Thì ở diễn đàn học tập này con có thể là đặt câu hỏi nè, rồi có các cái nội dung mà con chưa có biết cách ghi nhớ ấy, thì con có thể là đánh câu hỏi vào đây, rồi sau đó thì các huấn luyện viên cũng như là các thầy cô trong cộng đồng sẽ hướng dẫn con để con có thể là ứng dụng, sử dụng các kỹ thuật, các phương pháp học tập để có thể ghi nhớ nó một cách dễ dàng. Rồi kế tiếp là cái chương trình là cuộc thi 5 phút thuộc bài, năm nay sẽ được VTV tổ chức ở trên truyền hình đấy, và xuyên suốt ở trên 63 tỉnh thành cũng như là ở trên đài truyền hình địa phương. Và ba mẹ hãy đăng ký cho con để con tham gia cái cuộc thi này. Và mỗi một tuần ấy thì có một khối là có 3 giải, từ lớp 1 lớp 12, như vậy là có tổng cộng là 36 giải thưởng mỗi tuần. Và từ đó giúp cho các con là rất là hào hứng rèn luyện, cũng như là có cái mục tiêu để cho con phấn đấu hàng tuần. Và nếu mà bé nào mà đạt được giải tuần ấy, thì sẽ được lựa chọn để sẽ được tham gia vào cái vòng thi bán kết cuối năm vào cuộc thi VMAP quốc gia. Sau đó thì nếu mà con đạt được được vào cái vòng chung kết và con sẽ được dự thi, và có thể con sẽ được lựa chọn để trở thành cái vận động viên trong cái cuộc thi là VMAP quốc tế, cuộc thi MyMap quốc tế.
để con được đi ra nước ngoài, được trải nghiệm cũng như là được tham gia vào câu lạc bộ đội tuyển mind map của quốc gia. Đó. Rồi, đó là về cái phần app, về phần app ha. Đấy. Như vậy thì cái app 5 phút thuộc bài ấy, hay là siêu nhớ học đường, cái tên cũ là siêu nhớ học đường ấy, thì hiện tại bây giờ đổi tên thành 5 phút thuộc bài ấy, thì có 6 cái mục để giúp cho các con học tập, và Thuận tin rằng chương trình này sẽ giúp cho các con học tập nhẹ nhàng vui vẻ. Và bên cạnh các con tự học ở trên app này ra thì Thuận cũng tổ chức các cái chương trình hướng dẫn cho các con hàng tuần, hướng dẫn cho phụ huynh hàng tuần, và phụ huynh có thể tham gia vào cái group Zalo ở dưới cái phần mô tả ấy, để mình có thể là tham gia vào và mình được hướng dẫn nếu mà mình chưa biết cách đồng hành cùng con. Xin cảm ơn quý phụ huynh đã đồng hành trong suốt thời gian qua, và nếu phụ huynh nào ấy mà chưa có tài khoản ấy thì có thể là để lại cái số điện thoại của mình ở dưới phần bình luận, hoặc là nhắn tin cho Thuận để Thuận tư vấn thêm cho quý phụ huynh. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.